Chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay bên mình lại về, mình mới đấu giá được một con đồng hồ Fubo. Con này nội địa Nhật, con này thì cũng là lần đầu tiên mình mới đấu giá được. Đấy, thì là hôm nay mình sẽ khui ra cho mọi người xem nhé. Mọi người ai mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp Facebook của mình nhé. Mình đang ở bên Nhật thì là không có số điện thoại, mà số điện thoại thì chỉ có qua Zalo, mà Zalo thì mình không dùng mấy. Đấy, thì là mọi người liên lạc qua Facebook của mình nhé. Đây thì là thương hiệu Fubo nhá mọi người nhá. Đây là cái design này. Bỏ hộp có ghi chữ Fubo với cả design này. Đấy thì hộp này là hộp bằng gỗ mọi người nhá. Hộp bằng gỗ. Đấy thì mình mở ra trong cho nó có cái gì. Đây. Thì đây. Gỗ này, trong vỏ trong là bằng nhung. Đấy. Trong bằng nhung nhá. Thì là đồng hồ, đây là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này, cộng thêm với cả ngày tháng luôn. Thì mẫu này rất là mới mua tháng 9, là vừa mua được bây giờ nói chung là mua chưa được một tháng mọi người nhá, mua mới chưa được một tháng, bảo hành là hẳn còn. Đấy. Quyển sổ sách hướng dẫn của nó đây chỉ có vậy thôi, hướng dẫn sử dụng này với cả bảo hành luôn này, ngày tháng năm này. Đấy thì nó chỉ có vậy thôi. Hộp thì là trong làm rất là kỹ cẩn thận nhá. Cái đít này của nó cũng bằng nhung này. Đấy, hộp rất là nhìn rất là cao cấp. Thì hôm nay đây, cái mẫu này thì là mình đấu giá được là gần như là người ta không sử dụng đến, gần như là mới tinh. Mới tinh luôn. Đấy. Mẫu này thì là mẫu Fubo có mã là F2701 nha mọi người nhá. Chống nước 50m này, chống nước 50m thì là mẫu này là sử dụng máy Miyota có nên có tay nhá. Cái hãng Fubo này thì đa phần là sử dụng máy Miyota rất là nhiều. Còn mặt thì mặt size thì là mặt size, mẫu này là mặt size 40 mọi người nhá. Mặt size 40. Mạ đen là cao cấp này. Mặt thì là chạy tia, thiết kế hở tim rất là đẹp luôn. Đây có kim báo giờ, báo 24 giờ này. Mới cả có kim dây, kim rốn á, thì cái hở tim rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang. Những cái bạn trẻ mà đeo thì rất là hợp luôn. Đấy. Dây da thì là dây da bò dập vân cá sấu nha mọi người nhá. Dây da bò dập vân cá sấu thì đường kính là size 40 này. Các cọc số thì là đều có tính dạ quang, cọc số với cả kim, kim giờ, kim phút này, mới cả cọc số thì là có tính dạ quang. Đấy. Thiết kế skeleton rất là đẹp luôn. Thì đây là cái lúm vặn của nó thì cũng có dập chìm. Thương hiệu Fubo nhá. Đấy. Mới tinh luôn, mẫu này thì cũng gọi là nay new nhá. Các bạn nhìn dây này, dây đồng hồ mà có đeo hay không thì các bạn nhìn dây là biết. Thì cái mẫu đồng hồ này nó có một cái hay là cái khi mà các bạn tháo dây ra thì các bạn phải dùng đồ thì mới có tháo được, những cái mẫu này thì không. Rất là hay luôn, tháo dây ra rất là đơn giản luôn. Đấy. Tháo dây ra rất là đơn giản. Mẫu này size 40 nhưng mà nhá. Rất là vừa tay với cả những ai mà tay khoảng tầm 16, 15 đeo cũng được. Nói chung là vừa đại với đại đa số cổ tay của anh em. Đây thì. Đây, cái khóa của nó thì là khóa cài truyền thống thôi, khóa cài truyền thống nhưng mà cũng có chữ Fubo dập chìm ở trên cái khóa này. Đấy. Thì là cái mẫu này nhá, thì là mình mới đấu giá được, thì là mình sẽ gửi về Việt Nam một ngày sớm nhất. Khi nào mà về thì mình sẽ úp lên. Thì mọi người mà ai mà mua thì liên hệ trực tiếp Facebook của mình nhé. Zalo của mình, Zalo thì mình có dùng nhưng mà nói chung là mình không dùng.
dùng mấy, đa phần là mình dùng Facebook thôi. Ở nhà thì các bạn mà liên hệ thì cứ liên hệ trực tiếp Facebook của mình để mua hàng nhé. Mẫu này thì mọi người nhá, chỉ bán nội địa Nhật thôi nhá, còn ngoài Nhật ra là không bán ở một thị trường nào hết. Mọi người phải nhớ thế. Chính vì vậy nên là sách tay ở Việt Nam cũng không có đâu, sách tay không có mà chính hãng không có. Đấy thì mình chỉ, nói chung là nó cũng đắt, con này giá ở bên này nó cũng đắt nên là mình chỉ có đấu giá được thôi. Xong rồi bởi vì mới nhập về thì nó cũng hơi cao á, nên là mọi người này lại không thích, nên là mình chỉ có mua đấu giá được thôi. Xong rồi mình gửi về, ai chơi thì là ai mà biết dòng này thì là đa phần là chơi nhiều. Đấy là như thế. Giữa cái dòng này thì là mình, cái thương hiệu này thì mình bán khá là nhiều rồi. Có nhiều người, có anh em thì chưa biết, nhưng mà nếu mà dùng rồi thì chất lượng nó rất là ok, chả kém gì Orion hay là Seiko cả, với cái tầm tiền đấy nhá. Đấy, chết rồi, được xây rồi, đúng đây đi, đúng chưa? Đấy thì nào, anh em bạn bè ai mà không mua cái mẫu này thì là liên hệ trực tiếp Facebook với mình. Cái mẫu này thì là line new nhá mọi người nhá, hàng nước thôi, tức là người ta mua về gần như là người ta không sử dụng đến, gần như cả mới tinh luôn. Nói mới tinh thì cũng chả sai chẳng hạn luôn. Thì đấy, thì mẫu này thì mình sẽ bảo hành 1 năm cho mọi người, còn giá thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho mình nhé, thì nó sẽ dễ hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé, chào tất cả mọi người.